Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con cái xin các bạn. Đây, đứng trước mặt bạn là con cái xin này các bạn. Con này là cao hiếu đủ 1m1 bò các bạn. Đó, ao nha, sái tích nghiêm chỉnh đó các bạn. À, lưng đôi nha, chân móng sò hoàn thiện này các bạn. Yếm nè, yếm rúng nghiêm chỉnh các bạn, yếm rúng nghiêm chỉnh. Yếm đúng nghiêm chỉnh luôn. Con này thì chủ báo giá là 14 triệu các bạn. 14 triệu. Đó, anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. 14 triệu đỏ ao các bạn ơi, chân móng sò. Đó, còn cái xin này thì cao tầm 1m23 bò các bạn. Đó, tầm 1m23 bò, đòn dài sọc các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh. Chân móng hoàn thiện nè, chân có kiên khú các bạn. À, cũng đó ao các bạn ơi, đuôi dài phết đất luôn, yếm dày cuôi à, đòn dài sọc các bạn. Con này tơ các bạn, con này tầm khoảng 15-16 tháng bò các bạn. À, con này tầm 15-16 tháng bò. Con này thì chủ báo giá là 24 triệu các bạn, 24 triệu. À, sấy đúng chính sấy luôn các bạn, tơ ngay luôn, chạy đuôi hết thuốc các bạn, qua đang hôi à, rúng yếm nghiêm chỉnh luôn. Còn con này các bạn, yếm nè, yếm rúng nghiêm chỉnh, chân móng sò, đo ao, giá 14 triệu. À, một con 14 triệu, một con 24 triệu nha các bạn. Con này cao là hiếu độ 1m1 bò này các bạn, đó là mình đo chính xác luôn các bạn, gu bật luôn, yếm dày cui à. À, chân móng sò hoàn thiện nè các bạn. Con này cũng vậy các bạn, yếm dày cui à, rúng nè, sái tích nghiêm chỉnh luôn, đuôi dài phết đất, chân có kiên khú nha các bạn, chân móng sò có kiên khú, rúng yếm rồi nghiêm chỉnh nè các bạn. À, anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. À, cái xin quá tốt các bạn. Tờ ngay luôn, có đòn các bạn, có đòn dốc, có dạo. Con này thì đỏ ao các bạn, chân móng thì hoàn thiện, đỏ ao luôn, sái tích thì nghiêm chỉnh, yếm rúng rồi nghiêm chỉnh hết tất cả các bạn. À, cả hai con này là không có con nào lan giá nha các bạn, không có con nào lan giá nha. À, không lan không đốm chỗ nào hết. À, chân móng đồ hoàn thiện hết, yếm rúng nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh. À, con này cao 1m23 bò nè các bạn, tầm 15-16 tháng bò, giá 24 triệu. À, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Chân có kiên khú, chân móng sò có kiên khú nha các bạn. À, mầm bò các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là con cái xin đứng trước mặt bạn là giá 24 triệu, và con cái xin cao 1m1 bò, gần 1m1 bò thì chủ báo giá là 14 triệu nha các bạn.